Hello anh em, chào mình em quay trở lại tiếp tục với channel của mình. Và ok, hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng nhau soi thử cái tựa game Tăng Ô Long Viện. Hiện tại bây giờ nó đang khá là hot ở trên các cái app tải này kia các kiểu anh em. Thì ở trên iOS thì nó đang là top 1 của anh em à. Thì anh em chúng ta sẽ soi thử cái tựa game này như thế nào nha. Rồi ok, hiện tại bây giờ mình đang ở trong cái giao diện game anh em à. Giao diện này là cái trong CH Play. Anh em chúng ta sẽ vô đây để mà tiến hành tải game. Game độc quyền 2IP thì như cái này 2IP là như thế nào á, thì nó có hai lớp nhân vật anh em à. Ở bên Ô Long Viện với lại bên Anh Đầu Nấm. Đó, thì hai bên này nó sẽ vẽ với nhau, cho nên là anh em có thể là có nhiều cái sự lựa chọn. Ri vua nấm, một đấm bay màu, một bại trưởng, BK vượt ải Ri 800 được siêu mộ luôn. Wow. Game APK tấu hài quốc dân, mình thấy tấu hài là mình thấy khoái khoái đây em à. Mình rất thích những cái game mà nó vui nhộn, nó nhẹ nhàng, nó không căng thẳng, như vậy thì nó mới vui. Đây chúng ta sẽ tiến hành tải thử xem sao. Wow, cái gì mà nó có một sao ở đây nè, hai sao nữa nè. Ui, cái một sao nhiều dữ nè, chắc là đối thủ vô anh em. Game hay hóng anh em tải về chơi, hiện tại giờ game nó chưa ra mắt mà anh em, cho nên là chưa biết nó như thế nào. Mình nhớ ngày xưa là như là nó cũng có ra một lần game Tăng Ô Long Viện rồi thì bả anh em, nhưng mà mình không nhớ là hồi nào. Hồi xưa là như là mình cũng có chơi nhưng mà mình không có ấn tượng nhiều cho lắm, cũng cách đây cũng khoảng cả hơn năm thì bả anh em. Ngay trong lúc đợi nó tải về thì anh em ta sẽ soi thử nha. Để mình kiếm mấy cái gift code của cái game này mình tổng hợp lại hết rồi sau đó mình sẽ up lên cho anh em xem nha. Trước tiên thì anh em ta sẽ soi thử đây. Ở đây trên YouTube thì nó có một cái video ngắn về game Tiêu Điểm Tướng Tiểu Sử Sư Đệ. Game này màn hình đứng hả ta? Mình thì mình lại không thích mấy tựa game màn hình đứng lắm nha anh em. Nhưng mà vui thì chơi được, còn không vui thì chia tay. Anh em chúng ta sẽ xem thử nha. Ở đây thì nó đánh theo lượt anh em ơi. 2, 4, 6, 7 con tướng anh em. Ôi đông dữ vậy nè. Bêm nhau đông vải chữ anh em à. Hợp kích nè, phi hành tác chiến. Đó. Ôi, cái gì đây? Trời ơi, chịu hồi anh em đó nè, chịu hồi năm cho anh em chơi tự danh khinh khí cầu quăng đồ chơi xuống anh em à. Vãi trưởng, có vụ này nữa ta. Đây em ra chủ yếu là soi thử. Ồ, game tấu hài bữa quốc dân. Ok, tải xong rồi nè anh em, tải xong rồi nè. Rồi nên chúng ta sẽ lên trên trang fanpage đi anh em à. Đây là trang fanpage của game hiện tại bây giờ đang là có, ôi có cả ông chuối ở trong nè. Hiện tại bây giờ có ông chuối ổng quan tâm game mình nữa là anh em, không biết là ổng có chơi hay không nữa nha. WhatsApp 5 sao đẩy game lên top hiện tại. Bây giờ trên iOS nó đang là top 1 của anh em à. Top 1 tải về rồi. Còn ở trên CH Play thì như là nãy mình xem thì nó không có xếp hạng anh em. Cày chay lên VIP 10 luôn anh em à. Wow, đây là quảng cáo của game nhưng mà mình không biết là như thế nào thì mình chưa biết. Gỡ cài đặt. Ở đây anh em chúng ta không biết là em nó đang là ở vị trí nào ở trên bảng xếp hạng anh em. Top 7 miễn phí phổ biến nhập vai hiện nay anh em à. Cái top 1 là tựa game Phantom City Rap vậy nè. Chiến giới 4D. Wow. Rockman Go. Ta là đạo sĩ xuất quan. Cấp này mình cũng không chơi ta là đạo sĩ xuất quan anh em à. Cát Bắc Cua. Đây. Đây em ở đây hiện tại bây giờ đang là top 7 nha anh em. Top 7. Đấu La Đại Lục Hồn Sư Đối Quyết. Để mình xem thử có tựa game nào top 1 một xíu mình trải nghiệm thử anh em. Top 1 hiện tại bây giờ là cái tựa game Venom City Rap vậy nè. Ở đây anh em chúng ta sẽ xây dựng ha. Venom như là quái vật rồi phải anh em. Xây dựng thành phố quái vật. Ồ, hơn 5 triệu được tải xuống luôn. Vãi trưởng. Hay nha, phải nên tải nhé. Không giống trên ảnh. Vãi trưởng. Hình ảnh chỉ mang đến nhắc minh quả. Thôi chia tay luôn em à. Rồi, nếu chúng ta sẽ vô và xem thử. Đếm ngược còn 3 ngày nữa anh em ơi. 14 tiếng trước. Chính thức ra mắt 10 giờ ngày 17 tháng 6 anh em ạ. Vậy là chuẩn bị ra mắt rồi. Để mình xin xem thử có ai có gift code, sự kiện nhận gift code nè. Lên đây để mình nhận gift code cho anh em. Đây, xem các bạn này live stream trải nghiệm game nè anh em. Game nhìn hình ảnh khá là bự anh em. Nếu mà anh em có đọc bộ truyện này Tăng Ô Long Viện rồi thì sẽ thích. Đó. Mình hồi xưa hồi nhỏ cái chuyện này mình nó chuyện bộ truyện Ô Long Viện nó ra khá là lâu rồi này mà. Ngày xưa nó chung với lại mấy cái bộ truyện như là Bảy Viên Ngọc Rồng hay là gì ta? Cái bộ truyện gì mình quên mất tiêu rồi. Tự nhiên mà nhiều lắm, ngày xưa có nhiều chuyện lắm. Có bộ truyện này mình cũng khá là thích nè.
Đem nhà này bữa bao bữa anh em à. Này như là sư huynh nè anh em, này là sư đệ nè, này là sư ông sư phụ thì phải. Để lâu quá để mình kiếm một bộ truyện này đọc lại mới được, quên mất anh em à. Chào tuần mới. Mời các bạn inbox về fanpage admin Đậu Đậu để báo danh nhận quà nhé, thẻ Soha con 100k 50k 50k 20k 20k. Ôi tặng gì kinh khủng khiếp vậy nè. Không biết là game play như thế nào á anh em, cho nên là đợi ra mắt thì anh em ta sẽ vô và trải nghiệm thôi. Ở đây nó có một vài cái bài báo nó nói về cái tựa game ô long cái này mà. Đây, ở trên game ca cái trang này thì mình khá là thường xuyên xem anh em à, để mình xem mình cập nhật có những cái game gì mới mình vô mình chơi á. Anh em có thể là lên trên trang game ca này theo dõi tin tức rồi. Ở đây thì nó đây bảng xếp hạng này chắc là App Store anh em. Đây là Store của iOS anh em mà. Đó, thì hiện tại bây giờ nó đang là top 1, hồi nãy mình vô mình tải thì nó đã top 1 anh em à, mình vô mình chỉ đặt trước thôi chứ mình chưa có tải được. Còn ở bên CS Play thì nãy thì anh em xem rồi đó, đang là top 7 nha anh em. Đây là con tướng nè, vua nắm một đấm bay màu. Còn này là mấy cái hình ảnh mấy con tướng ở trong game. Nói chung là đẹp 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 anh em à. Được. Không biết là game này là của nhà ai phát hành nữa anh em. Không phải à, ai ai xây dựng nó lên anh em, còn nhà phát hành thì cái tựa game này là của Soha nha anh em. Soha thì chơi cũng được anh em. Nhà game Soha này nói chung là cũng khá lâu rồi, ngày xưa chơi mấy cái tựa game như là nông trại hay là game gì đó anh em cũng có Soha, bắt đầu từ những cái tựa game nói chung là khá là đơn giản giống như trên Facebook ngày xưa, rồi sau đó nó phát triển thêm những cái tựa game xịn sò bò cười hơn nữa. Nói chung mà mình vẫn chơi Soha cũng khá lâu rồi. Soha thì nói chung là được anh em, nó xem với lại Vinagol thôi, hút thì cũng cỡ cỡ anh em. Ngày xưa thì Soha thì game nó mình thấy nó không ổn lắm, cho nên là mình ít khi nào mà đầu tư vô game bên Soha lắm. Nhưng mà không biết cái game này như thế nào, game này nó bảo là Cherry nhận VIP 10 và bên đây là nó có một cái bài nữa nè. Đây, vừa xuất hiện Tân Hồ Long Viện tuyên bố tặng full khối vàng tới 100 triệu, thậm chí là tặng quà cả ngày cho gamer luôn em à. Được, nghe tặng quà cả ngày là bắt đầu thấy khoái khoái đó em à. Không hổ danh là game độc quyền hay IP, Tân Hồ Long Viện chỉ mới xuất hiện ngày hôm nay thôi đã bùng nổ truyền thông, được hàng loạt các bên quan tâm với cái tựa game này. Đây là cái đường link vô trong cái trang web của Ô Long Viện, để xíu anh em chúng ta xem thử nha. Hiện tại bây giờ là hôm nay là ngày 15 tháng 6 rồi, còn 2 ngày nữa thôi game chính thức ra mắt. 10 giờ ngày 17 thì chúng ta sẽ tiến hành chiến thôi. Và đây là cái tạo hình của cái ông lão này anh em à. Tượng vàng nhân vật sư phụ lông mày dày được khắc họa tỉ mỉ. Đây là cái tượng đó anh em. Ồ, cũng giống đó chứ anh em. Không biết này cái tượng này giờ thiết kế trên máy tính hay là ở ngoài nữa. Nhưng mà bây giờ nó hay lắm anh em có thể thiết kế cho máy tính xong rồi ra bên ngoài cái máy anh em nó sẽ khắc y chang như vậy luôn anh em à. Thời buổi tiên tiến anh em, hiện đại mà. Cụ thể hơn, Long Viện sẽ trao tặng ngay cho huynh vị đại huynh top 1 ở vải trưởng. Top 1 là phải nạp. Không nạp lấy gì được có top 1. Đó, thì muốn ăn được cái khối vàng này cũng đâu phải là dễ anh em à. Nó phải là chuyện đơn giản. Nghe mới đầu nghe tặng các khối vàng tưởng đó là ngon lắm, nhưng mà cái khối vàng lại khối vàng này anh em à, mấy khối vàng này anh em muốn lấy được thì anh em phải đặt top 1, và anh em muốn đặt top 1 anh em phải đập tiền vô game, và anh em phải đập tiền vô game thì anh em mới có thể là lấy được cái top 1 này. Tính ra là nhà phát hành tính hết anh em à, cái này là không biết là vàng thiệt hay là sơn vàng nhũ vàng nữa anh em à. Đập vô cả 100 triệu cái nhận về cái khối tượng sơn nhũ vàng nó chắc cắn lưỡi anh em. Tượng vàng liên vị sư phụ đông mài dài gương chọn mảnh tướng toàn hệ nhân 300, đại hoàng đan nhân 1.000, linh thạch nhân 50.000, lệnh chiêu mộ nguyện ý 50, lệnh chiêu mộ nguyện ý chắc là chiêu mộ linh vàng giống bên em đảo khó báo anh em. Còn top 2, top 3 thì cúp vinh danh thôi anh em à. Ngoài ra còn có rất nhiều cái phần thưởng trị giá cực kỳ khủng khiếp chà bá lửa, đó chính là và ý nghĩa dành cho top 10. Chỉ cần nhìn vào danh sách dài thế này thôi chắc chắn gamer sẽ thấy cái độ nóng của Tân Lâu Long Viện hả. Đâu mình thấy cái gì dài đâu ta. Tựa game này còn tuyên bố rằng sẽ tặng quà cả ngày cho game thủ, lộ trình sáng ngủ lấy quà, sáng ngủ lấy quà, trưa dậy lấy quà, tối ngủ cũng có quà luôn, nửa đêm đang chịch thức dậy cũng có quà luôn không em. 20 tiếng sung sướng AFK vẫn đầy đủ quà nên mà nhận VIP 10 tiểu sư đệ 400 lượt chiêu mộ.
vô nhận VIP 10 mà không biết là cái mốc VIP maximum là bao nhiêu, VIP 100 nữa, cắn lưỡi anh em à, giống như là anh cho mình VIP 1 anh em à. Vô đầu anh cho mình VIP 10 cũng tương đương với lại VIP 1 mà maximum là VIP 100 luôn. Giờ chắc cắn lưỡi anh em. Đây, Soha Thăng Hoa Đông Viện top 1 in go Golea Lay in. Đây. Ủa cái này là đâu ta? App Store anh em, Apple. Đây, hiện tại thì bây giờ nó đang là top 1. Anh em chúng ta có thể là đầu nấm nè, nấm long, sư phụ lông mày cái gì ta, đê phìn vậy nè, vua đầu nấm, chỗ tên nó bị dính nùi nùi với nhau hết trơn mình á, bất kỳ vậy phải để cái tên này sao cho nó hợp lý cho anh em, hoặc là xuống hàng hay gì đó ha, hoặc là ai quá thì chia nhỏ ra bốn năm, hoặc là chữ nhỏ lại xíu để vậy nó bị chèn lên nhau hết trơn rồi anh em á, khó thấy à, nhìn nó khó đọc xíu. Sư mày sư sư phụ lông mày dài rồi, Effin gì là mình không biết tên gì đâu nè, mà game AFK tấu hài mà cho nên là nó hơi hài hài xíu. Rồi ok, rồi đợi game ra mắt là chúng ta sẽ trải nghiệm lại điểm vào vài cái tính năng đáng chơi kinh hoà tơi bời từ Tăng Ô Long Viện anh em à. Game 2IP độc quyền nhập vai IP Ô Long Viện thầy trò giỏi tài, sát vai chinh phục khắp các map, nhập vai IP đầu nấm hài hước bá đạo lần đầu tiên tại Việt Nam. AFK rảnh tay ngủ say vẫn nhận Kim Nguyên Bảo, cày chay lên VIP hoàn toàn nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ leo VIP từng ngày. Thì nói chung là khá là nhiều các tính năng mà không biết vô game làm sao. Liên server liên tục à, là sao chạy? Ra server liên tục ha anh em. Căng thẳng leo thang từng giờ có tới 3 hoạt động liên server à. Hoạt động liên server này mà. Liên tục không lo nhàm chán, đóng liên server 3v3 liên server thế giới chiến liên server luôn anh em à. Bộ kỹ năng nhân vật bắt mắt đi kèm cùng nhiều hiệu ứng mới lạ, độc đáo và táo bạo, bá đạo và hài hước chưa từng thấy ở Việt Nam anh em à. Chưa từng thấy nha. Không biết làm sao á. Để mình vô trong game trải nghiệm xem thử mình có thấy chưa. Hàng loạt những cái tính năng cùng xu hướng chơi game tấu hài vui vẻ nhất năm 2022 cùng quẩy tung nóc cùng Tăng Ô Long Viện. Ok. Đây là những cái màn PR cực kỳ bá đạo, có cả mặt văn khoa nè. Một cây hài à, đây là mặt văn khoa này anh em, ở trên nó bật mí luôn rồi mình lướt từ trên dưới thì coi như là xong phim này nè, mà nói chung là hình ảnh dễ thương em, hình ảnh dễ thương vui nhộn đó, mà không biết cái game play như thế nào. Thôi thì anh em chúng ta đặt nhau một cái hẹn ngày 17 tháng 6 tới đây, anh em chúng ta sẽ cùng vô và trải nghiệm cái tựa game Tăng Ô Long Viện của Soha anh em. Đó, thì ở đây thì anh em chúng ta chỉ soi qua sương sương xem thử game mình như thế nào thôi, còn cái đóng clip có thì mình chưa có, để cái gì mình liên hệ AD mình xin thử xem sao anh em, năn nỉ coi thử có full tất cả các clip có chung hay không, thì sau đó mình sẽ làm video mình chia sẻ cho anh em xem. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây thôi, hẹn anh em ngày 17 tháng 6 này anh em chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với cái tựa game Tăng Ô Long Viện nha. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây thôi, tạm biệt anh em, bye bye anh em.